Khi chia tay nói câu gì để nhẹ nhàng nhất? Trấn Thành chỉ cần nói mình không hợp. Hà Hồ lập tức phản đối, nói một câu thâm thúy hơn nhiều. Nữ hoàng giải trí thẳng thừng, xin lỗi chứ một khi đã không hợp nhau rồi thì chẳng cần phải nói câu gì nữa. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Hồ Ngọc Hà Trấn Thành về vấn đề chia tay nên nói câu gì nhẹ nhàng nhất. Chủ đề tình yêu chia tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và tạo nên những ý kiến trái chiều. Là người từng trải trong tình cảm nên nhắc tới chuyện đứt gánh giữa đường, Trấn Thành cho biết khi yêu lúc nào con tim cũng hừng hực nồng nàn. Nhưng khi đã hết yêu, hận thù cũng khiến người ta đau đầu. Đồng tình với nam MC, Hồ Ngọc Hà khẳng định khi đã muốn sẽ tìm cách giải quyết và khắc phục, còn nếu hết yêu sẽ tìm đủ mọi lý do chia tay. Khi mâu thuẫn người ta sẽ tìm ra lý do, nhưng lúc hết yêu họ sẽ tìm cớ, lý do còn có cái đúng cái sai. Nhưng đã là cớ chắc chắn kiểu cãi hay giải bày điều gì cũng thua hết. Nó vô lý, buồn cười và rất khó chịu, Trấn Thành bộc bạch. Để minh chứng quan điểm của mình, trưởng phòng ân rời cậu đây rồi khẳng định lúc chia tay nhau chỉ nói mình không hợp, dường như đánh trúng tâm lý, mỹ nhân họ Hồ thản thốt. Căm thù nhất là nghe câu đấy, không hợp thì ngay từ phút đầu đã là không hợp, nhưng chúng ta đã tìm mọi cách để nghĩ sẽ hợp và rồi đùng cái nói không hợp, mất thời gian dễ sợ. Tiếp đó Trấn Thành nêu hàng loạt lời nói điển hình của các cặp đôi khi muốn đường ai nấy đi. Ba mẹ anh không cho phép anh quen em, anh không muốn làm người bất hiếu, hay anh muốn tập trung cho sự nghiệp. Đáp lại, Hồ Ngọc Hà cho biết nếu nghe được những lời này cô cảm thấy rất tổn thương. Lúc đó là tổn thương nhất đấy, khi đó thấy bản thân mình chẳng có giá trị gì trong lòng họ cả. Mình đâu có ảnh hưởng và tình yêu làm gì liên quan tới sự nghiệp, nếu thật sự yêu sẽ làm cho mình thăng hoa hơn trong công việc. Sau lời tranh luận, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà chốt lại vấn đề. Khi chia tay, nói câu gì để nhẹ nhàng nhất? Nữ hoàng giải trí thẳng thừng, xin lỗi chứ một khi đã không hợp nhau rồi thì chẳng cần phải nói câu gì nữa. Trước chia sẻ của người đẹp năm danh hài Đức Nam, gật đầu đồng ý, anh giải bày, tôi cũng nghĩ giống Hà đó, rõ ràng im lặng để lắng lòng lại và suy nghĩ về những gì đã trải qua sẽ hay hơn.